Bất động sản Đại Long xin kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay, Bất động sản Đại Long xin gửi đến quý anh chị video tuyến đường 25m kết nối khu đô thị Thanh Hà Senco 5 Mường Thanh với đường quốc lộ 21B. Tuyến đường trên thuộc dự án xây dựng 5 tuyến đường kết nối các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông, có tổng mức đầu tư 1.961 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức BT để giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo an sinh cho người dân. Do liên danh công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest và công ty cổ phần đầu tư Hải Phát đề xuất. Trong video quý anh chị đang xem chính là tuyến số 4 có chiều dài khoảng 1,78 km, chiều rộng 25m. Điểm đầu tuyến tại nút giao với quốc lộ 21B, điểm cuối kết nối với khu đô thị Thanh Hà đi ra đường trục phía Nam. Bên tay trái của quý anh chị chính là khu đô thị Thanh Hà và khu đất dịch vụ Nam Ninh khu C phường Phú Lương. Khu đất dịch vụ hiện đang triển khai xây dựng, các lô đất có diện tích trên dưới 50m2 xây tối đa cao 6 tầng. Và có trường trung học cơ sở Phú Cường hệ công lập đi vào hoạt động từ năm 2020 đến năm 2021. Tuyến đường trên sau khi hoàn thành sẽ kết nối toàn bộ cư dân di chuyển từ phía quốc lộ 21B đi sang đường trục phía Nam và ngược lại. Bên tay phải của quý anh chị chính là ga đường sắt tuyến đường sắt trên cao Hà Đông Cát Linh. Đối diện bên kia bên tay trái chính là khu đô thị Bắc Lãm rộng hơn 40 ha được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt 1/500 tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Phía bắc khu đô thị giáp tuyến đường đang nói trong video rộng 25m và khu đất đầu giá xứ Đồng Đồng Danh, Đồng Cộc. Phía đông giáp khu đô thị Thanh Hà Senco 5, phía tây giáp khu đất dịch vụ thôn Văn Nội và khu đất nông nghiệp của phường Phú Lương. Trước mắt quý anh chị chính là dự án khu nhà ở tái định cư T16 Bộ Công an rộng hơn 1 ha. Và tiếp sau đó chính là trường Đại học Đại Nam, rộng gần 9 ha, dự kiến quần thể Đại học Đại Nam sẽ hoàn thành 2025 đến 2027. Điểm cuối chính là đường quốc lộ 21B có chiều dài 210 km kết nối quận Hà Đông với các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Ở chiều ngược lại đi từ quốc lộ 21B về khu đô thị Thanh Hà và khu dịch vụ Nam Ninh khu C. Theo kế hoạch sử dụng đất của quận Hà Đông tại phường Phú Lương có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai là dự án xây dựng đường kết nối khu đất dịch vụ thôn Nhân Trạch với khu đất dịch vụ Nam Ninh khu C. Trên đây là toàn bộ nội dung video tuyến đường 25m kết nối khu đô thị Thanh Hà với quốc lộ 21B. Chi tiết xin mời quý anh chị truy cập vào website đailonglan.com để tham khảo thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Bất động sản Đại Long xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ video này. Xin trân trọng cảm ơn.